Hello, xin chào mọi người. Trước mặt mình là cái đồng hồ của 27. Với cái đồng hồ này đến tay các bạn chỉ có 500.000. Ở đằng sau này mình có mã đồng hồ là W008Q. Size của nó là size S. Màu của nó là màu cái gì đấy xanh á. Tuy nhiên rằng đây là một cái đồng hồ sản xuất cái công ty này chuyên làm đồng hồ sản xuất vào tháng 5 năm 2019. Cái công ty này chuyên sản xuất đồng hồ cho Xiaomi á. Thì đằng ngoài vỏ hộp có logo, bên trái là lớp mica. Thôi mở ra vậy. Đây là phiên bản là màu size S, màu xanh, gọi là xanh quân xanh á, chính xác nó gọi là quân xanh á. Thì khi mà mình chỉnh cái kim đồng hồ này á thì cái đồng hồ bên dưới này nó sẽ tự động chỉnh theo ha. Thì có lẽ là sẽ phải tinh chỉnh lại một chút, nhưng mình chưa 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 có xem cái tấm sách hướng dẫn sử dụng. Có một tờ giấy sách hướng dẫn sử dụng mình bỏ đi rồi, thì hôm nay mình mới có cơ hội review. Tại vì thời gian bận quá mình không review được. Thì mình đã bóc cái lớp bên ngoài này rồi. Thì thực ra là cái nhựa của nó với 500.000 nên mình thấy là ok thôi. Với tầm này thì không thể yêu cầu gì cao hơn. Và một cái nữa là cái đồng hồ á thì có phản quang này, có những con số rất là to ở đây để các bạn dễ nhìn, có cây chống sốc, xong nó ra vậy, cây chống sốc. Mặt sau đồng hồ thì 27, chống nước là 5 ATM, chống nước 50 m. 27, ok. Đồng hồ khá dày, có bốn cái nút thì light, nút start, nút reset, nút mode và đó, đây là những cái mode, nút start, light. Mình không rõ nữa, quá bừa rồi. Đó, các bạn có thể thấy ban đêm nó sẽ sáng. Đó. Vâng, sơ qua là như vậy. Sau đó là màn lên tay thôi, chứ với 500.000 thì mình thấy cũng không cần yêu cầu gì lắm. Mình chỉ cần hình thức một chút thôi. Hình thức một chút nó hầm hố. Chơi thể thao hoặc đi chơi với bạn bè, mình mặc đồ thể thao á. Xong. Màn lên tay. Ok. You mọi người xem video. Có gì mình gặp nhau sau nha. Mình sẽ để cái Facebook của mình ở bên dưới description. 500k.